Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chế biến món cá hồi sốt cà chua. Mình vừa đi chợ về, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nguyên liệu để nấu món cá hồi sốt cà chua. Đây là cá hồi. Còn đây là nguyên liệu để mình chế biến món cá hồi sốt cà chua nhé mọi người. Gồm có cà chua này, hành tím này, hành tươi này, và ớt. Đấy, và một số gia vị cần thiết để cho mình chế biến món ăn của gia đình. Đấy, bây giờ mình sẽ vào chế biến, làm sạch và sắt nhỏ các nguyên liệu này ra để mình vào quy trình chế biến món cá hồi sốt cà chua nhé mọi người. Đấy, mọi người xem kỹ lại nguyên liệu. Đây là cá hồi mình đặt mua đang rất là tươi. Người ta thường là ăn sống được, ăn khỏi cá được, mình không thích, mình chế biến món cá hồi sốt cà chua. Sau khi mình chế biến sắt nhỏ các gia vị, giờ mình đem vào bếp để mình chế biến nấu món cá hồi sốt cà chua. Đây. Giờ mình sẽ đem các nguyên liệu và gia vị và cá vào trong bếp để mình quay và làm quy trình chế biến sốt cà chua cá. Giờ mình bật bếp lên để cho nó khô cái nồi mình vừa rửa qua. Nồi nóng rồi mình cho dầu ăn vào. Để cho nóng dầu xong mình cho hành tím vào. Giờ mình thấy dầu sôi lăn tăn đấy, rồi mình cho hành tím vào. Hành đã vàng rồi, giờ mình cho cà chua vào. Giờ mình sẽ trộn đều cho cà chua nó chín. Giờ muốn cà chua tan ra thì mình phải cho nước mắm vào thì nhiệt độ nó tăng lên để tan nước cà chua ra.
sau một lúc cà chua thì cũng nóng và hơi mềm, giờ mình cho các gia vị vào. Đầu tiên mình cho nước mắm vào để cà chua nó mềm ra. Cho một lượng vừa phải, khoảng tầm khoảng 3-4 muỗng cà phê gì đấy. Giờ mình cho tầm 2 muỗng đường. Giờ cho thêm một ít hạt tiêu bắp, chỉ một chút thôi, và giờ cho ớt tươi vào để cho ớt tươi chín cùng với cà chua. Người ta bảo ăn ớt tươi chín thì tốt hơn là ăn sống, nên mình sẽ cho vào cùng với nước sốt luôn. Giờ mình cho một chút nước sôi vào để cho khi nào nó sôi nó tan cà chua và các gia vị nó ngấm đều vào nước sốt thì lúc đó mình sẽ cho cá hồi vào. Sau khi nước sốt sôi đều lên rồi thì mình cho cá hồi vào. Mình cho 2 miếng cá hồi vào. Đấy, bây giờ mình sẽ đậy nắp để cho nó ngấm vào cá và nó xíp xíp cái nước sốt cà chua đã. Lúc đó mình sẽ trở cá và lấy ra thưởng thức. Đó là quy trình của mình để nấu món cá hồi sốt cà chua. Mọi người đợi xem lúc nó chín là nó như thế nào, nó thơm ngon hay không mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và đợi nó ngấm vào cá hồi. Các bạn nhớ là đến giai đoạn này mình cho nhỏ lửa thôi, chỉ vừa chứ không để lửa quá to cháy nồi và nó là cháy cá. Sau 1 phút thì mình mở ra kiểm tra xem cá như thế nào rồi. Nước sốt rất là thơm mọi người. Đấy, cá cũng dần dần chuyển màu để chín đấy. Giờ mình sẽ lật cá để cho nó ngấm vào cái mặt bên này. Đợi tầm khoảng 3 phút nữa thì mình nhấc ra. Mình sẽ thưởng thức xem là món cá hồi sốt cà chua nó có ngon hơn cái cá bình thường sốt cà chua không mọi người nhé. Sau khi lật thì giờ mình sẽ đậy nắp lại cho nó sôi, nó cạn xíu xíu cái nước sốt lại, nó ngấm gia vị hơn bầu cá. Mình sẽ gắp ra đĩa. Sau 3 phút đun thì giờ mình cho hành tươi vào. Giờ nó chín rồi, giờ mình cho hành tươi vào, đậy nắp tầm khoảng 1 phút mình nhấc ra. Giờ rất là thơm mọi người, nó bốc mùi nước sốt lên và cá rất là thơm. Rồi giờ mình sẽ đậy nắp vào để đợi tầm 1 phút mình nhấc ra và thưởng thức xem món cá hồi sốt cà chua nó như thế nào. Đấy. Mình đã hoàn thành món cá hồi sốt cà chua, bây giờ mình sẽ lấy ra đĩa. Đây mình đã bày ra đĩa, đây là món cá hồi sốt cà chua của mình mọi người nhé. Rất là thơm ngon. Bây giờ mình sẽ thưởng thức xem là hương vị của nó như thế nào. Đây, mình sẽ quay kỹ đấy. Cá nó chín, nó mềm và nó nứt ra. Các gia vị và nước sốt nó ngấm đều vào cá. Bây giờ mình sẽ thưởng thức và xem món cá hồi sốt cà chua như thế nào.
Đấy, mọi người đợi mình lấy đũa mình thưởng thức xem nó như thế nào nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ thưởng thức xem hương vị như thế nào trước khi vào bữa cơm gia đình nào. Mềm, thơm, rất là ngọt mọi người ạ. Rất là thơm, ngon. Không ngờ tay nghề mình nấu càng ngày càng ngon. Cá hồi thơm, ngon, ngọt. Và cảm ơn mọi người quan tâm video và theo dõi video nhé. Mong mọi người có những món ăn ngon miệng của gia đình và thực hành thành công những món ăn giống như kênh gia đình VVTV của mình. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Bye bye.